vàng thiệt 7.293 đồng. À, đúng rồi. Phải rồi. Thì đó nó để giá vậy mà sao giả được này 49 ngàn à. Ôi chắc vàng thiệt mày ơi. Này với quê mới lên tỉnh. Giang kêu hết quên, thật Giang luôn quên. This one? Yep. Yeah, thank you. Bữa nay mình uống 2 cái lon cà phê này là mình chơi tới khuya luôn. Trái lẩu nè, trái quýt nè, trái lê nè, trái nho nè, còn cái này là cái vỏ nè. Bà cô chú và các bạn đến với kênh của Hiển Chợ Trời Vlog nha. Bữa nay cùng với mấy chị đồng nghiệp đi dạo một vòng, nhưng mà xui con gái ông trời ông mưa bão quá trời luôn rồi. Mấy chị giao giới thiệu tên mấy chị coi. Chị tên là Chi. Chị Hồng. Chị Liên. Úc Nguyên. Đó, bây giờ mình chuẩn bị để mình đi xe lửa nè, rồi mình đi ra ngoài vòng ngoài siêu thị để mình dạo coi có cái gì mới lạ không. Mà các bạn đón xem cái cuộc hành trình của cái nhóm nhóm vui. Rồi vậy mình bắt đầu mình mua vé để mình lên xe lửa mình đi nha các bạn. Đây bây giờ xe lửa tới rồi nè, bây giờ mình lên xe lửa mình đi chơi. Chào quý vị. Ai mình lên trên hậu luôn đi ha. Ừ. Con lên nào ngồi đi. Lên trên nào. Ngồi đây ha. Bây giờ mình lên xe lửa rồi đó, mà từ đây tới ngoài city khoảng 1 tiếng không ta? Chắc 1 tiếng ha. Ờ. Không tới hả? Đây cái người này đi hoài nãy, người này chắc biết đi. Biết đi bao lâu? Lâu đi. Thì mình đi cái ngay chỗ thao hôn mình xuống, nhưng mà khi nào mà tới chỗ đó thì mình coi đồng hồ lại coi mình đi cũng bao lâu. Tao nghĩ khoảng tiếng. Không nha. Thì giờ em coi mấy giờ. Lát mình mới đó, giờ 9:05 rồi ha. Bây giờ là mình tới cái trạm của thao hô rồi, giờ mình đi xuống và cái thời gian mình đi là 55 phút rồi các bạn. Đó, chính xác luôn. Chính xác 100%. Rồi cô. Bây giờ mình đi lên trên này mình gặp thêm một người bạn nữa, có hẹn ở trên này nè. Đây bây giờ mình đi lên trên. Bữa nay là mấy người mẫu. Người đẹp không đó. Mình thấy trời mưa vậy chứ không có lạnh ha, nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà thời tiết 20 độ là mình đi chơi rất là mát đó, không có sao. Đây bây giờ mình đi qua ra ngoài. Đồ ăn giờ mình thấy hấp dẫn quá. Bên đây thì bánh mì red thôi, bánh mì này cũng ngon. thứ vậy. À, nó xây nè. À, nó dễ thương vậy. Có mở đèn không ta? Sao nó quay quay vậy, phải có đèn đúng vậy chứ. Ở đây họ ghép vô cái bông này đủ thứ màu luôn nè. Nó thấy đẹp không? Bà đi chơi xong rồi giờ hết nước mua rồi. Đây, mình đi vô trong cái shop mình mua đồ, mình lấy cái giỏ theo rồi mình lựa, mà lát mình để trên trong này. Đâu được cái nào chưa? Được cái nào chưa bỏ vô đây? Chị ba kìa. Đó, chị ba, chị hai kìa, cái đó ra hả? Bốn đôi. Chị hai chơi cái vòng tròn. Nè, mấy cái đồ cài tóc của chị nè. Nè, chị mua cài tóc ở đây nè. Ồ. Thấy rồi, có thằng rẻ mà. Tao để cho thử coi. Để cho Úc Quyên coi, Úc Quyên coi có quan trọng nào. Mà màu đẹp quá hả? Nó nhã nhã. Ở vậy mình còn thích nữa, đừng nói chi mấy. À, cái kẹp đó chứ cháy. Thì đó, vừa kẹp đó nè. Không, em biết không, chị mua vô đây không phải mình nói gì. Kệ, lâu lâu mua một cái cho đáng. Mua trong đây nó đẹp, mẹ mua xuất Tàu không bao giờ đẹp. 4 đôi mới 20. À, cái nặng không, nặng không? Cái này mình đeo được nè. Ừ. Đâu Út, để vô kêu. Nè. Để vô cái. Thấy không, Quyên đeo đẹp Quyên. Đây mua đi 4 đôi đi, ra ngoài lấy 4 đôi đi. Quá trời luôn, vô đây là mê luôn. Còn mình đây cá khác đó. Ừ, bởi vậy nó không được 4 đôi. Chứ cái này cũng dễ thương quá nè, thấy không? Bên đây nó không có sale. Cái này cũng mười mấy đồng chiếc nè. Quá trời đẹp luôn. Ở đây cái người Úc họ rất là thích đeo mấy cái đồ này nha. Họ không có đeo đồ vàng thiệt giống như mình đâu. Mấy người lớn tuổi người ta đeo mấy cái này nè, mặc áo đầm nữa. Họ rất là thích đeo mấy cái đồ giả như vậy. Đây, người đẹp này lựa được cái nào? Mày đeo cái này vô tay giùm coi. Ngón tỏ, ngón tỏ. Đồ gồng gắn lên mày. À. 4 đôi 20 hả? Ừ. À, đây 4 đôi 20. Vô đây cái gì cũng dễ thương quá, bởi vì mê. Rồi đi ra đi tiếp tục. Đây. Chị Ngọc có mua Starbucks không? Mình mua không? Mình lại mua một ly cái mình ra ngoài đó mình ăn mình uống luôn hay sao? Uống không? Mấy chị uống cà phê. Cái Starbucks á, trà xanh cà phê gì đó muốn không? Cà phê không? Mua cái gì mà có loại trái cây chứ? Trái cây cái gì đó em giống như là trái giải đâu, cái này cái bằng gì quên. Công trà rồi. Ờ công trà đó. Ừ. Trời ơi nó dài, cái kia nó màu vàng. Dài chắc là bộ nhẹ lắm mà mũi giòn thấy ấy cái gì. Nếu mà muốn đi phía trên cũng được á, đi ra ngoài luôn. Lớn quá chị Ngọc, vòng vòng nó cũng lớn quá ha. Ờ nó đi thấu đâu rồi, cái xìu luôn hả? Ở phía trước đèn đẹp. Có cô uống được không? Đất này uống được không? Em muốn gì vậy? Mẹ muốn uống kia mà. Nó cũng giống như không trà vậy đó. À đi, vô mua. Cái nào cái không có sữa chanh dây, không có chị sữa uống chanh dây. Rồi em còn uống sữa nữa, uống ra rồi thì được. Chanh dây bao chanh dây nè. 2 cái chanh dây, 2 cái mango. Không có sữa nữa. Cho mango. Cái này là dừa, cái này là cái trái cái dừa đó. Có dừa đi. Dạ. À vậy hả? Mua thôi con lấy 3 cái 2 cái mango với lại 3 cái passion fruit. Mango. Dạ. Trà xanh xoài đúng không? Rồi. Với lại passion fruit nhưng mà passion fruit này với lại tính chơi game chị nào đó không được không cho ăn mà bây giờ thôi đổi ý rồi, đói bụng quá à. Chơi luôn quá thôi. Gối đi giờ tính mò cho đó mà không đói bụng à. Mời các bạn ăn xôi, mời các bạn ăn xăm phải điệu điệu chứ. Cái này là quê hương dữ lắm đó nha. Ăn cũng ăn chắc no tới chiều quá. Sao cảm giác ăn xôi sao? Quá ngon, ngon quá ngon. 10 điểm. Ngon, bữa đêm gái làm ngon lắm. Bữa nãy gặp anh ở Sài Gòn qua đây du lịch á, nó gặp người Việt thấy mừng quá hả? Không nói vậy. Mình ở ngay Sydney á là có người Việt đông chứ mấy người ở cái vùng khác á. Ít người Việt không có gặp đâu. Hồi nãy em đi chiếc xe lửa vô đây nè. Ngang bến tàu mưa quá trời kìa. À vậy hả? Nó bọt kìa. Chô á. Giờ thấy bến tàu mưa quá trời kìa. Có đi ngang bến tàu. Mưa vậy vui lắm á. Tàu nói là chọt. Kỷ niệm. Vô 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Mới mua vàng xong bây giờ ngồi giữa chợ đúng. Đẹp quá kìa. Đâu rồi đứa ta đâu? Anh đem cho em. Em đem cho anh. Em đem cho anh. Người ta cầu hôn ở ngoài shop luôn. Người ta cầu hôn ở ngoài shop rồi. Hai người đây giống nhau kìa. Ủa? Dễ vậy hả? Ừ. Nó đeo cái một phải không? Đeo vàng giữa chợ. Vuốt cho nó thẳng xuống. Nó cho mì nè. Là lấy lon đi. Lấy lon cà phê lấy đi chị. Thank you. Con quá. Giang kêu hết quên. À tắt đi cho quên thế này. Yep. Yeah, thank you. Có một cà phê free thì vui nữa. Vui thế mồ luôn. Bữa nay mình uống 2 cái lon cà phê này là mình chơi tới khuya luôn chưa ngủ. Cà phê đá nè. Đâu dở bán chơi. Cà phê đá. Thì đó, cà phê đá. Phải đó cà phê đá Việt Nam. Cà phê đá Việt Nam. We can photo. Yeah. Yeah, very happy. Can you guys smile? Yeah. Đưa cái lon lên, Bây giờ mình qua West Siêu đi ha, mình dạo vòng trong đó chơi. Đây đi qua West Siêu. Qua lộ nha. Đẹp quá vậy. Cái áo nó đẹp quá ha, cái jacket nó đẹp quá. Đẹp quá nè. Mấy cái màu dễ thương ha. Màu đẹp quá. 50 có thêm ớt kìa chị. 50% ớt vô coi. Coi coi. Coi coi. Ờ cái đó đẹp đó. Ha, cái đó đẹp đó. Cái này hợp với cái áo này. Đó nguyên nè, nguyên một Michael Kors nè. Trái lẩu nè, trái quýt nè, trái lê nè, trái nho nè, đào tí nè, này thanh long không phải đào đào, ừ. Còn cái này là cái vỏ nè. Thấy cái hình này lớn lớn luôn đó, bự bự luôn đó. Cái mặt cái kêu thấy kêu không? Cái đó đẹp dễ thương hả? Dạ. Đẹp chứ sao? Ồ, đây cũng cái hình dễ thương quá trời luôn nè. Cái áo này là 180 là mà nó sale còn 120. Cái này là sale rồi đó, 130 đó chứ nó là 170. Đó, cái này chị vừa đó, đẹp đẹp đẹp. Đẹp đẹp đó, đẹp đó. Nhiêu chị Chi? 120 luôn hả? Ủa cái này đẹp quá, cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè nha. Áo này đẹp quá nè. Yeah, bây giờ mình gọi mình order đồ ăn của Nhật. Yeah, can I want a piece? Yep. Đây, tới giờ ăn trưa rồi. Sushi. Cái gì ạ? Đồ Hàn Quốc nè. Đồ Hàn Quốc. Bên kia là gì? Bún bì đặc biệt. Chị ba ăn chập tre. Chị ba ăn gì ạ? Chập tre, chập tre. Đông quá trời đông luôn, vòng vòng đông người quá. Không có chỗ ngồi luôn á. Sao chị Chi, đồ ăn nó ngon không? Quá là ngon. Anh phụ này với em nè. Đi chơi là ăn phải ngon rồi. Đây, mời các bạn buổi trưa. Sao bữa nay đi chơi có vui không, cho biết cảm tưởng coi. À rất là vui. Thấy chị em người nào cũng đẹp. Hồi nãy em vừa đi thấy bộ đồ khác, sao giờ thấy bộ đồ khác? Tại vì mình đi lên đây mình phải mua, tại vì cái áo này cũng gần ngàn thôi. Nó cũng gần ngàn thôi, kệ mình quốc đại, đi chơi vui. Hình như hồi nãy thấy áo cũng khác, bây giờ thấy khác rồi nè. Tại bắt trước mấy chị bà sao em làm y như vậy, em út mà. Đây còn người đẹp, người yêu của tôi nè, sao vui vui lắm. Nhưng mà người đẹp không có xí xọn cho mấy người này. Tại vì mặt cũng vừa. Cái này hình như nước mía có trái cây hay gì hả? À nước mía không hả? Nước mía không, 8.9 ly nè. Nước mía hả? À. Lấy mấy ly? Hai người uống thì lấy 2 ly thôi. À, mấy cái này là vô lịch hả? Vô lịch đó chị. Ngon quá trời luôn nè. Lá chị xài. Bao nhiêu một ly? 2 ly là 21 đồng 80 xe. Cái này vàng thiệt hả, giả vậy? Chắc gì nghĩ giả quá hả? Đây chắc giả hả? Mà đó. Con heo tới thương. Quá trời heo hay ơi. Chắc mạ quá hả ta? Ở trong trọng kìa, mấy cái vòng kìa. Mày hỏi thử kìa, con cóc kìa. Đó. Kia thấy nó vẽ vàng thiệt. Mấy này thiệt nè. Em nghĩ chắc thiệt với em về trong kia kìa. chắc vàng thiệt thiệt. Vàng thiệt. Rồi có ai cưới mình cái cho cái vòng. Có ai cưới. Có ai cưới không có này nữa. Không sợi dây chuyền này đẹp nè. Cái bông nè. Vàng thiệt. 7.293 đồng. Đúng rồi. Phải rồi. Ông mấy cái vòng kia kìa, mấy cái vòng kia bên mạ đó. Đó. Cái này ai cưới mình cho mình cái. Mấy cái vòng này mạ nè. Cái này 142.000. Ai mà mua trời. Ồ đẹp quá trời. 130 mấy ngàn. Thì đó nó để giá vậy mà sao giả được này 49.000 à. Có vàng thiệt. Ôi chắc vàng thiệt mày ơi. Ở mình cũng quý quậy. Ở tỉnh này với quê mới lên tỉnh mà. Ở với quê mới lên tỉnh. Bên đây trắng nè. Đó cái đó 42.000 kìa. Thấy cái đó 71.000 vậy. Nó tới 100 mà nhầm gì đâu. Ôi nó giá tiền mới hết hồn chứ. Trời ơi nãy ta lấy cái đôi bông này đi 1 triệu. Bởi thôi kệ lỡ mua cái đôi bông này cũng ma. Cái màu vàng này có 50.000 à. Ủa sao mà đổi bông nữa vậy? Ừ. Cái này nhanh nhỉ? Cái này 20 không chịu mua. Cái 20 mà tôi mua này 50.000. Phải mua hơn. Đó. Chị ba này mấy đôi dài thì mang được nè. Cái đôi dài quá trời đẹp luôn nè. Chị ba. Giờ bà đi về rồi đó thằng mua. Cái hiệu này là đồ tốt. Đẹp quá hả? Chị bán. Không, nó có để giá đây nè chị. Nè giá nè, 104 rồi, 109 đồng thôi nè. Nó có để cái giá dưới đó. Mấy đôi này cưng quá trời. Cũng vừa mình mua mang đúng không? Thấy cái hộp này đẹp quá ha nè. Cưng quá à. Nó là trong gà nằm ở trong gà. Cái đồ dính nó đeo quá thấy không? Đeo sang quá ha. Đẹp quá ha. Cái này nè. Chắc không phải đâu. Cái nhóm này nè ngộ lắm. Nó dài đẹp quá trời luôn. Cái thương lên nè. Mua đồ áo, quần, nữ trang thì chịu hết. Ai làm nó sốt da. Dễ thương quá. Ai có đôi dài đẹp quá vậy? Dễ thương quá à. Dễ thương ha. Ôi, ai cái này là hộp thiệt hả? Hả Ngọc hả? Cái thiệt đó chị. Thấy. Cái này là đồ thiệt đó. Cái này là đồ thiệt. Cái này đồ thiệt. Có đấy chị. Không, cái đó nó để cái dao cái gà ra. Nó không có để giá tiền. Nó để cái này mấy cara. Mấy cara nha. Dạ. Từ thì sòn ống á mắc hơn là cái sòn tắm của mình nhỏ. Cái này vàng màu gâu nè. Bây giờ mình tiếp theo cái cuộc đi chơi bữa nay là suốt mấy tiếng đồng hồ hả? Là mình đi chơi là cũng cả ngày đó, cho nên bây giờ tới giờ chiều rồi mình phải trở về đó. Rồi mấy chị đi chơi nó có happy không? Vui quá. Đó bây giờ mình chuẩn bị mình đi về, tại mình sợ ở trễ rồi cái xe lửa nó đình công hay cái gì đó là hay là nó trễ mình về cái nhà tối lắm. À, bữa nào có dịp mình đi chung nữa. Rồi, vậy xin bye bye nha, hẹn gặp lại. Bye bye. Vậy bye bye đi về nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Ta ôm cái đi. Bye bye.